chào các bạn nha. Thì hôm nay cũng có này hay hay thì quay cho bạn xem ha. Thì mỗi vùng mỗi khác, mỗi cách làm khác nhau. Nhưng ở Kiên Giang này thì chế cháo đủ thứ. Thì các bạn hãy chờ xem nha. Học hỏi được kinh nghiệm thì học hỏi cho các bạn. Trước mặt các bạn thì đây là chiếc tàu đực nha. Tàu đực thì cẩu nó hai chân ha. Đó, cẩu hai chân, có sàn khô luôn. KR5877TS. Chiếc này cũng mới đây ha. Cơm cỡ 5-6 năm nay đổ lại ha. Giờ mình ra sau lái mình coi nha. Chiếc này coi làm cái gì ha. Chúc mũi em nói nha. Cò má xệ bầu nha, bầu tròn nha anh em. Chiếc này 5m2 đổ lại ha. Mình thấy như thế này là ở bên phần chủ ghe họ muốn nhẹ lái ha. Bây giờ sẽ cho anh thợ mộc khoét cái lỗ đó ha, khoét lỗ đây. Như các bạn đã thấy thì theo ý chủ ghe thì móc lỗ, một lỗ thôi, không cần nhiều. Có người thì thích ba lỗ, hai lỗ ha. Thì tựa như cái lã ký sắt vậy đó các bạn ha. Giờ thì buổi gì lã ký sắt thì nó hở gì nữa, không cần. Giờ cây thì hồi xưa đó, bây giờ mình thiết kế giống vậy ha. Anh chủ ghe là anh áo trắng này nha. Vô là làm luôn. Thương quá thương mà. Thương đồ của mình là phải làm cho kỹ luôn. Nhằm ông chủ thì đứng chỉ đạo thôi. Cái cây này là cây ba răng nha các bạn ha. Cây ba răng. Anh Vũ anh đang đục ha. Đây cái bánh lái em nói đây ha. Bánh lái thì sắt nó bị đụng gì không biết nữa. Cái này thì chắp vô xong rồi lắp keo rồi không sao hết ha. Cái lắp bánh lái này chắc 80 ly quá. 80 ly. Thì móc lỗ này xong thì sẽ mài lắp keo lên nha anh em đó. Còn mấy phần này thì chắc bột lắp keo hết rồi đó, mấy cái lỗ này nè đó. Cái này có nói tiếp nha đó. Sau này anh em mà tiếp ngắn quá, anh em muốn dài thêm thì nên nói như vậy đỡ tiết kiệm chi phí ha. Bạn này nói giờ mua của ta giờ là gì đó. Bây giờ còn cái bạc trên là nó hư rồi. Cái chiếc này là chạy máy Cummins 500, hộp số là 12,5 ha. Em ơi, chủ ghe cho biết ha. Thì chiếc này chạy dân dịch 5 cánh. Rồi clip này đến đây kết thúc nha. Quay sơ lược cho anh em coi chơi ha. Thì cách người ta làm như vậy đó. Rồi bye bye nha, hẹn gặp lại nha. Nhớ đăng ký kênh của mình. Cảm ơn rất là nhiều.